Vâng, chào các bạn. Vậy là chúng ta lại chuyển sang một cái bước nâng cao tiếp theo trong điệu Boston. Cái mà tôi rất muốn các bạn trước khi xem cái clip này đó là hãy thực hiện thật tốt clip thứ nhất và clip thứ hai của điệu Boston. Vâng, hãy thực hiện thật tốt. Vâng, chúng ta không vội vàng và thậm chí rằng là ngoài cái điệu xin lỗi ngoài cái bài Earth Time First này ra, các bạn hãy tìm ra độ 4 5 bài, 6 7 bài, thậm chí hàng 10 bài với cái điệu Boston này chúng ta tập với cách thứ nhất, cách thứ hai, rồi sau đó chúng ta sang cách thứ ba này cũng không muộn. Và một điệu có khi chúng ta học hàng năm trời cũng không có làm sao cả. Và bởi vì là đào sâu vào trong nó có rất nhiều thứ và thậm chí khai thác cả cái sự sáng tạo cá nhân của các bạn nữa thì nó rất là tuyệt vời. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách khác, và một cách khác khó hơn và đòi hỏi cái kỹ thuật của chúng ta trên ngón tay tốt hơn nữa, thì chúng ta sẽ thực hiện được nó một cách uyển chuyển và mềm mại. Đó như sau. Cái phách thứ nhất các bạn không thể đánh cùng một lúc nữa mà các bạn hãy đánh nó rải ra. Đấy, các bạn đánh rải ra. Có thể là 6 âm hoặc 5 âm. Bây giờ đây tôi đánh 6 âm là son 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 si re son về son thứ. Đấy, xong là phách thứ hai các bạn đẩy lên một chút. Phách thứ hai các bạn đánh re son si dáng re. Phách thứ ba các bạn đánh như này, son si re son. Đấy, ví dụ như vậy thì chúng ta có là theo, thì tức là chúng ta sẽ hết sức để nó thật là uyển chuyển. Tất nhiên cũng có lúc là chúng ta sẽ để 3 âm thôi hoặc thậm chí là 2 âm thôi để cho nó thuận với cái hợp âm và thuận với cái chỗ tay đó chúng ta xử lý. Đấy. Thế sau đó các bạn hãy ghép vào với một cái vòng hòa thanh son thứ, đô thứ rồi re bảy, ví dụ như thế này. Chúng ta cứ cứ đảo đi, chúng ta hoàn toàn không bị cứng nhắc, không bị cứng nhắc. Cứ đừng là cứ âm 1 rồi lại tiếp theo là âm 5 ở trong rồi lại ở âm 1, không 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 nhất thiết là như thế. Đấy, đôi khi chúng ta có thể sang đô, chúng ta là đô. Đó là cái phách thứ hai của nó là mi son đô mi chứ không phải là son đô mi son đấy. Đấy. Không sao cả. Đấy, hoặc thậm chí là nếu mà cái chỗ đó mà âm nhạc chúng ta thấy nên thì chúng ta giải rộng nó ra. Được đúng không ạ? Đấy, hoặc chúng ta giải hẹp hoặc thậm chí đứng nguyên tại chỗ hoặc là nhảy đứng nguyên tại chỗ, nếu như cái âm nhạc, nếu như ở trong đó cái câu hát nào đó hoặc là đoạn nào đó mà các bạn khi ứng dụng thấy là nó không nhất thiết, nó là cái sự tinh tế, là cái sự nhạy cảm của chúng ta khi ứng dụng thực tế trên những tác phẩm. Và trên tác phẩm thì các bạn biết rồi, nó là một số lượng vô cùng lớn. Vì vậy nên chúng ta sẽ phải hết sức gọi là lựa cơm gắp mắm, và các cụ ta nói vậy, lựa cơm gắp mắm làm sao cho hài hòa. Đấy. Thế bây giờ lại trở lại với A Time For It, chúng ta sẽ có như sau. A Time For It. Đấy, các bạn thấy đấy, tức là hoàn toàn hết sức nó thoải mái. Tôi lại sướng âm lại son si la re re fa re son son fa mi fa fa mi re do re do si do re. Đấy, các bạn thấy ạ, thì là chúng ta sẽ có được một cái cách chơi mới, một cái cách mà hết sức là tôi cho là rất là đẹp, rất là mơ màng. Đấy, thậm chí là chúng ta có thể đẩy nó lên rất là cao. Đấy, với những bài thiếu nhi hay một cái gì đó chúng ta để nó hết sức là long lanh, hết sức là mơ màng, một cái gì đó lung linh, lung linh. A time for someday sẽ be da 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 da
hoàn toàn được. Và như các bạn thấy là thì tôi vẫn điểm thêm cả tay trái nữa. Khi chúng ta quen rồi thì chúng ta sẽ có thể đẩy tay này lên, hỗ trợ cùng tay trái, hỗ trợ cùng, à, thì nó sẽ tạo nên cái sự phong phú hơn. À, ví dụ như cái này thì tất nhiên là bắt đầu có cái độ dày rồi, thì chẳng hạn như chúng ta để ý là cái phần điệp khúc của bài này chẳng hạn, ví dụ như thế thì chúng ta đấy là chúng ta có thể đẩy vào ở những cái đoạn mà nó cao trào một chút, thì cái cách này nó rất là phù hợp. Chúng ta nghe lại. Sự hết sức uyển chuyển và chúng ta ra giảm thật thoải mái, chúng ta sẽ thể hiện được cái cách thứ ba này. Và cách thứ ba này hết sức là tinh tế, uyển chuyển. Và cũng như các cái cách khác, chúng ta lại có thể đưa vào, trộn vào với những cái cách đã học để các bạn có được một sự phong phú và tự nhiên của điệu Boston. Chúc các bạn thành công. Trân trọng cảm ơn.